Xong cả món ăn của Nhật Minh ghét nhất là umeboshi. Đây, mọi người nhìn đây. Màu tăng tăng lợp lợp. Bây giờ nguy trời là 3 độ mọi người, ấm 3 độ đấy. Cho nên là tụi mình phải mặc như thế này. Cũng chắc như thế này cũng chết rẹn luôn đấy. Thôi mà cố gắng thôi mọi người. Đông lái thiên cảnh là đây. Mẹ chắc cái chắc kì đây. À tụi 12 phút mà đây. Nó ở đây. Sức khỏe này thì cái này. Nhìn ở bên ngoài nó đẹp hơn mọi người ạ. Mình đã vào phòng tắm rồi, thật ra thì vào phòng tắm ấy là không được quay đâu mọi người ạ. Nhưng mà do mình muốn quay cho mọi người xem ấy, cho nên là mình nhân cái lúc cơ hội mà không có người nào ở đấy, cho nên là mình tranh thủ quay cho mọi người. Mê quá. Này. Tại kỳ làm. Hoặc là cô có cái té. Cái té. Cô có mẹ mi tài này, cô có mẹ. Mẹ có Hana cái chị. Ê nan để chị tới được. Chỗ này là gì? Onsen công cộng ấy mọi người. Sugoi nè. Này mà phòng cái onsen nó to kinh khủng lắm mọi người. Kiểu là tụi mình vào cũng buồn đấy. Mọi người nhìn kìa. Đúng rồi nè. Thầy cô. Cái giờ này là không có mật mỏng người, không có mật mỏng má luôn mọi người. Má cũng không có yếu như người. Lành cận và tay luôn rồi mọi người ạ. Mình ăn mặc như một con xiêm. Ôi đẹp quá. Bây giờ nhiệt độ ngoài trời là âm 3 độ nhưng mà gió là hơi nước lên ấy. Cho nên nó cũng không để nổi là lạnh lắm mọi người ạ. Cái tay nó lành cả ngứa lắm. Ta 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 ta. À. Tay nó gần đống thành đá luôn rồi. Hôm nay là ngày thứ hai mà mình ở Kusatsu. Thì mình mới ngủ dậy và đi vào tặng nước nóng xong. Cái mặt nó kiểu buồn ngủ ấy. Mọi người thấy không? Tuyết đừng rơi ấy. Tuyết đừng rơi nhưng mà nó rơi lất phất. Yuki chúc cậu phân tê đi. Mà xí độ. Nó đông băng hết luôn. À giờ sẽ về Tokyo mọi người ạ. Ngủ mới dậy cho nên là bạn coi bạn ngủ ấy. Có cô hả? Cô không nhắn này. Chị kêu mọi người. これなんだ？お豆腐ってやつね。はい。何が入ってきました？ラーメンのソースサラダのもの。ここの旅館食事美味しい。
これ刺身だね。醤油ってないかね。そうだね。マグロはね、そのまま食べれるんで、これ。タイム全部食べちゃう。そう。おいしい。漬けっていう。そういうの漬けた。なんか、món ăn của Nhật Minh ghét nhất là umeboshi。温泉ぐらいの温度で。温泉卵。ゆで卵みたいにめっちゃ熱くするんじゃなくて、うん、温泉ぐらいの温度でゆっくりやるとそうなりますと、うんうん、それこそお風呂とかお風呂よりちょっと熱いぐらいのところに、うん、1日入れとくみたいな。いい旅館だったわ。Bây giờ tụi mình sẽ đi qua vườn Bách Thảo, số bức dự án. Năm tầng cửa đây cả cả rực. Chúc tầng cả rực. Chúc tầng cả rực. Ôi hôm nay trời âm u tuyệt vời mọi người ạ. Hôm qua thì trời nặng đẹp, hôm nay trời ơi âm u. Trời ngâm chết. Cây này nó đông băng lắm, nó đông đảo lắm. Thành phố tuyết. Bữa nay ở Việt Nam mới có đúng mọi người. Hồi xưa mình chạy hay chạy ở kia kìa. Chạy à, được. おー大丈夫か。血は出てない。痛い場所は。お尻。ちゃんと取れたよ。頑張ってね。なんで。あげるよ。はい。行くよ。おー、上手。はい、上手。おー、上手。はい。おー。なに？これはこんにちは、みんな。魚でしょ？うん。Tuyệt bắt đầu rơi đã dây hạt rồi mọi người ạ. Mọi người nhìn kìa, anh ta đang ngửa. Ở đâu cũng có suối nước nóng một thằng. そうだよ。
うん、別のところを行ってたけど。không biết là ở đây cái rửa của nó màu xanh hay là cái đá của nó màu xanh mọi người ạ. Có đâu biết rửa áo ấy, ý gì của áo ấy? Ý gì áo ấy này? Ờ, chị.2泊分かってきましたよ1で cái chỗ tạm này nè vào thứ sáu là con gái và con trai đều vào được vào chung tạm chung với mọi người đấy nên đến đấy nên đến à ra mình thì mới từ trong phòng tắm ra, rất là muốn quay video cho mọi người xem luôn, nhưng mà hôm nay có người cho nên là mình không quay được cho mọi người. Bây giờ mình đang đợi Tây Kira để hai đứa tụi mình đi ăn ấy, mọi người cùng đi với tụi mình nhé. Biết vì sao mà mình biết vì sao mà đây nó có màu xanh được, có màu xanh rồi mọi người. Kireo ấy, Kireo nó màu xanh này. You whisper good morning, so gently in my ear. I'm coming back to you, babe. I'll soon be there. Whisper good morning so gently in my ear.